Trao tận tay cọc tiền gần 1 tỷ, người cha già lặng lẽ rơi nước mắt. Chẳng cần tiền, chỉ cần Nam về thôi. Nén nỗi đau mất con, cha của hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam vô cùng cảm động trước tấm lòng của những nhà hảo tâm. Sự việc nhóm cướp SH đâm chết hai hiệp sĩ đường phố và làm ba người khác bị thương nghiêm trọng vào tối ngày 13 tháng 5 vừa qua đã gây chấn động mạnh không chỉ với người dân Sài Gòn. Nhóm cướp ra tay quá nhanh, quá tàn độc dẫn tới hậu quả thương tâm và khiến cho dư luận cực kỳ bức xúc, phẫn nộ. Danh tính hai người tử vong được xác định là hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam, 29 tuổi và Nguyễn Đăng Khôi, 42 tuổi. Đây là hai thành viên trong nhóm hiệp sĩ Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm. Bản thân hiệp sĩ Hoàng cũng bị thương tích rất nặng, hiện đã qua cơn nguy kịch. Trước sự dũng cảm của các đồng nghiệp, hiệp sĩ đường phố Nguyễn Sinh đã đứng ra vận động ủng hộ tiền giúp đỡ gia đình hai hiệp sĩ tử vong lo công việc tang lễ. Tính đến 11 giờ ngày 15 tháng 5, Nguyễn Sinh cho biết số tiền ủng hộ đã lên tới 1 tỷ 7 đồng. Sau đó ít lâu, anh đã có mặt tại Đồng Nai để trao số tiền 900 triệu đồng cho gia đình hiệp sĩ Nam trước sự chứng kiến của hàng trăm người có mặt trong tang lễ. Trước mắt mình đã trao số tiền 900 triệu đồng cho ba của Nam, một trong hai hiệp sĩ đã tử nạn trong quá trình bắt tên trộm SH. Sau đó sẽ trao số tiền tương tự cho gia đình anh Thôi tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo yêu cầu của mọi người thì mình vẫn sẽ huy động quyên góp thêm một ngày nữa. Nếu có thêm các khoản quyên góp, mình sẽ tiếp tục trao cho cả gia đình anh Nam và anh Thôi. Xin nghiêng mình trước đền cũ của các anh. Báo cáo đại gia đình là tới thời điểm hiện tại em đã nhận được 1 tỷ 7. Từ bà con gần xa trên cả nước ạ. Có mấy đứa nhỏ học lớp 8, lớp 9 cũng gọi cho mình rồi ý ới. Con mới xin tiền mẹ được 100.000 đồng. Giờ chú cho con số tài khoản để con đóng góp cho chú ạ. Em đã khóc như một đứa trẻ khi thấy số tiền cái móc 1 tỷ. Không biết nói gì hơn, em xin cảm ơn đại gia đình tới thời điểm này. Nguyễn Sinh cũng nhấn mạnh số tiền này không thể bù đắp được nỗi mất con, nhưng đó là tấm lòng của rất nhiều nhà hảo tâm thay hiệp sĩ Nam phục dưỡng cho mẹ già để anh có thể ra đi thanh thản. Đáp lại tình cảm ấy, cha của hiệp sĩ Nam cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người. Đám tang hiệp sĩ bị cướp đâm tử vong, từ nhỏ Nam đã thích làm hiệp sĩ. Tôi nói sợ cảnh con bắt cướp lắm, mà nó cứ bảo không sao đâu. Thằng nhỏ nói với tôi cuối năm nay nó sẽ lấy cháu Trang, người yêu của Nam. Hai đứa còn bàn tính đến chuyện đám cưới sẽ tổ chức như thế nào. Thế mà giờ nó đã nằm xuống, đau đớn quá con ơi. Bà Nhung hướng về chiếc quan tài của Nam được đặt trước nhà rồi bật khóc. Sáng ngày 15 tháng 5, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ nằm sâu trong ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, nơi linh cữu hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam, 29 tuổi, ngụ ở tại Gò Vấp, được đưa về nhà để an táng. Không khí tang thương bao trùm khắp xóm nhỏ, nơi những người dân quê lần lượt kéo đến thắp nén hương cho chàng trai trẻ đã dũng cảm hy sinh. Thắp nén hương trước bàn thờ con trai, bà Lâm Thị Nhung, 50 tuổi, không giấu được nỗi xúc động khi đứa con trai hiền lành ngoan ngoãn, thường phụ giúp bà công việc nhà, đã không còn nữa. Hai đêm liền kể từ lúc Nam gặp nạn, bà Nhung chưa một giây phút nào có thể chợp mắt. Suốt đêm ngày 13 tháng 5, bà túc trực trong bệnh viện, rồi đến lúc chờ nhận thi thể con, nước mắt bà Nhung không còn đủ để khóc nữa. Đặt tay lên quan tài anh Nam, bà Nhung nghẹn ngào nói, đến giờ tôi vẫn không thể tin được, nó đã mất. Chiều hôm đó, nó vào bảo tôi, đi đến tối rồi về, vậy mà nó nói dối tôi, nó có về đâu. Biết con trai tham gia đội hiệp sĩ bắt cướp rất nguy hiểm, cũng nhiều lần khuyên bảo con trai đừng theo nữa, nhưng vì đam mê của con, vợ chồng bà Nhung không cản được. Từ nhỏ nó đã yêu thích làm hiệp sĩ, tôi có bảo nó mẹ sợ cảnh con bắt cướp lắm, mà nó cứ bảo tôi là không sao đâu. Nó cứ hứa là sau khi lấy vợ, nó sẽ không tham gia bắt cướp nữa, vậy mà nó đã đi mất rồi, bà Nhung ứa nước mắt. Hiệp sĩ Nam là đứa con trai duy nhất của bà Nhung và ông Hoàng. Sa Nam còn một người em gái 22 tuổi, cũng vì cuộc sống khó khăn, sau khi học hết cấp 3, Nam lên Sài Gòn, học nghề rồi làm tài xế kiếm sống qua ngày. Cả gia đình ông bà thuê trọ tại quận Gò Vấp để sinh sống. Nam cũng bén duyên với các anh em trong đội hiệp sĩ quận Tân Bình từ đó, thích làm những công việc nghĩa hiệp để bảo vệ bình an cho người dân. Con tôi ngã xuống cho thành phố bình yên. Trước những người đến viếng hiệp sĩ Nam, vẻ mặt khắc khổ sau những đêm dài thức trắng, người đàn ông ngoài 50 không giấu được sự đau buồn khi liên tục rớt nước mắt mỗi khi ai đó nhắc đến Nam. Theo ông Hoàng, bố của Nam, từ lúc nghe tin con trai mất, ông như chết lặng vì không tin được sự thật. Ông Hoàng nói, có người bố người mẹ nào lại không xót khi con mình ra đi cơ chứ. Tôi vừa giận con vừa thương nó, giận vì nó đã không biết bảo vệ mình. Tôi cũng thường nhắc nó, có làm gì cũng vừa phải, giữ lại mạng sống, nhưng càng thương nó, thương ở cái tính nghĩa hiệp mà nó có được. Tôi chỉ mong con tôi được ra đi thanh thản. Nó ngã xuống để đổi lấy sự bình yên cho thành phố, người làm bố như tôi cũng tự hào. Ông Hoàng cho biết sau khi đón linh cữu Nam về quê nhà an táng, đã có rất nhiều bà con láng giềng, cơ quan, ban ngành đến chia buồn, phúng điếu khiến cho gia đình ông rất xúc động.
Tôi chỉ mong sao sau sự việc lần này, quý lãnh đạo cần tạo điều kiện nhiều hơn nữa để hỗ trợ những săn bắt cướp, khu vực về mặt tinh thần, trang thiết bị để bắt cướp, đặc biệt là những kỹ năng tự vệ, trách những sự việc đáng tiếc như của thằng Nam, ông Hoàng chia sẻ. Như trước đó chúng tôi đã thông tin, tối ngày 13 tháng 5, sau khi phát hiện nhóm cướp có ý định lấy xe SH của người dân trên đường Cách mạng tháng 8, đội hiệp sĩ quận Tân Bình đã bao vây. Tuy nhiên, đám cướp rất manh động, hung hãn, rút dao đâm chém bất cứ ai cản trở. Trong cơn hỗn chiến, hai hiệp sĩ tử vong là Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi, cùng ba hiệp sĩ khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Đến sáng ngày 15 tháng 5, cuộc họp báo khẩn về tình hình vụ cướp, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tạm thời bắt được hai nghi phạm liên quan đến vụ việc trên. Nó hứa với tôi là nghĩ đi bắt cướp, nhưng tôi biết nó vẫn âm thầm tham gia. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, cha của hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam, nghe hung tin khi đang ngồi chờ con về thăm nhà. Khoảng 13 giờ ngày 14 tháng 5, thi thể hiệp sĩ đường phố Nguyễn Hoàng Nam, 29 tuổi, đã được đưa về nhà ở xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Vừa thấy chiếc xe tang dừng trước cổng, ông Nguyễn Hữu Hoàng từ trong nhà lao ra, miếu máu khóc, kêu gào tên con trai. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng cho biết gia đình ông vốn sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó do gia đình xảy ra sự cố nên ông về xã Sông Trầu mua đất cất nhà, còn vợ ông cùng hai đứa con, trong đó có Nam, vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh thuê phòng trọ. Lâu lâu Nam lại đưa vợ con về Đồng Nai thăm ông. Theo ông Hoàng, cách đây mấy năm khi biết con làm hiệp sĩ trường phố, ban đầu ông cũng ủng hộ vì thấy đó là việc làm tốt, giúp ích cho đời. Nhưng sau đó thấy nhiều chuyện nguy hiểm quá, ông khuyên con nghỉ làm hiệp sĩ. Tuy nhiên, Nam không nghe. Ông Hoàng kể, mỗi lần Nam về thăm là tôi hỏi còn làm không thì nó bảo con nghỉ rồi. Nhưng thực sự không nghỉ, nó vẫn cứ tiếp tục làm. Tối ngày 13 tháng 5, khi ông Hoàng đang ngồi chơi ở nhà hàng xóm, thì có điện thoại của em trai từ thành phố Hồ Chí Minh gọi xuống. Ông Hoàng cho biết lúc tự dưng ông giật thót mình vì có linh cảm xấu. Tôi nghe xong tôi chó muốn té, ông hàng xóm phải đỡ. Sau đó tôi tức tốc chạy lên thành phố Hồ Chí Minh, ông Hoàng buồn bã nói. Ông Hoàng cho biết thêm, cả ngày 13 tháng 5, ông nấn ná chờ Nam về thăm ông, chờ từ sáng tới chiều, không đi đâu xa khỏi nhà, đến tối thì nghe hung tin. Hỏi tôi có đau không chứ, ông Hoàng đau khổ thốt lên. Cả khu phố chết lặng khi biết tin, thằng Nam hiền lắm, mới sáng nào còn đẩy xe bắp phụ má. Anh Nam mới sáng nào còn đẩy xe bắp phụ mẹ, giờ đã mãi mãi ra đi. Nhưng nhiều người trong khu phố nơi anh sống vẫn lặng thầm kể về anh. Cứ hôm đi qua đường hỏi nó, con làm nghề gì mà đi suốt đi đêm vậy con? Thằng bé cứ cười hiền, mặt tỉnh queo, con làm cho đội đặc nhiệm, tưởng nó đùa. Chứ sáng sáng thấy xe bắp phụ mẹ, rồi sửa điện làm công nhân, chạy vài cuốc xe ôm thì làm sao mà lên được đặc nhiệm. Mãi cho đến lúc nó mất, người dân trong xóm nhỏ lặng lẽ kể về anh. Khoảng 20 giờ tối ngày 13 tháng 5, khi ra đường Cách mạng tháng 8 quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, nhóm hiệp sĩ đường phố phát hiện nhiều đối tượng trộm xe SH màu xám trên vỉa hè. Ngay lập tức nhóm hiệp sĩ tiếp cận đối tượng rồi hô hoán khống chế. Tuy nhiên đồng bọn nhóm trộm từ phía sau đã cầm sẵn hung khí và truy sát các hiệp sĩ. Trong đó anh Nguyễn Hoàng Nam, 29 tuổi, ngụ ở Lê Đức Thọ, quận Gò Vấp, là một trong hai người nằm xuống. Sáng nay quay trở lại con phố nhỏ nơi anh Nam cùng với mẹ và em gái, nhiều người hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng. Cả con phố giờ đây lặng lẽ, tang thương hơn bao giờ hết. Theo chia sẻ từ chú Thắng, 59 tuổi, trước khi tham gia bắt cướp, anh Nam cũng đã từng là một bảo vệ dân phố cho phường. Gia đình anh có 3 người, thuê căn trọ nhỏ để tiện bề làm việc. Mẹ anh để xe bắp giả đi bán, đứa em gái làm công nhân. Riêng anh Nam thì cũng phụ mẹ chăm nghìn việc như công nhân, thợ điện, lái xe ôm. Thằng Nam nó hiền lắm, ở phố ai cũng thương. Sáng nay nghe tin người ta còn không tin được, nó thương má nó lắm, hay để xe bắp phụ cho má nó đi bán. Chú Thắng nghẹn ngào. Cứ thế, buổi sáng anh Nam phụ mẹ xong rồi đi làm, đến tối lại cùng nhiều vị hiệp sĩ đường phố ra tay bắt cướp. Nó cứ đi hoài cả ngày nghỉ, chủ nhật lẫn lễ Tết. Có hôm nó khoe đi 30 tháng 4 bắt được cướp, tưởng nó nói đùa. Hỏi nó thì nó làm gì, nó bảo đi làm đặc nhiệm. Chỉ hiểu vậy, có ai ngờ đâu, cho đến khi nghe tin anh Nam đột ngột ra đi trong vụ bắt cướp, những người dân ở khu phố vẫn chưa hết bàng hoàng và nghẹn ngào. Không ai tin là thằng Nam sớm này gặp nạn cả, vì mới sáng nay nó còn dậy sớm đẩy xe bắp phụ má nó nữa mà. Ba má nó đã ngăn cản nhiều lần lắm. Chú Thắng cũng kể lại, đêm qua ngày 12 giờ đêm thì ba ruột của anh Thắng mới từ Đồng Nai chạy lên thành phố. Mãi cho đến khi ông nhận xác con mới tin, rồi ông xỉu. Nỗi đau đột ngột hơn nữa khi anh Nam chỉ còn vài tháng nữa là sẽ cưới vợ. Ở nhà xác, nhìn thấy anh Nam lạnh lẽo trong quan tài, chẳng ai trong gia đình còn bình tĩnh nổi. Vì trước đây nhiều lần thấy anh Nam đi làm chuyện nguy hiểm, gia đình cô Nhung, 50 tuổi, mẹ anh Nam cũng đã nhiều lần ngăn cấm, nhưng anh vẫn kiên quyết. Ba nó mấy lần cấm thằng Nam làm chuyện nguy hiểm, vì ông bảo nhà chỉ có mỗi đứa con trai, thế mà nó vẫn quyết đi để giúp người.
người ra đi bởi đức tính giữa đàn gặp chuyện bất bình chẳng tha, mà không đòi hỏi, không lo lắng về bản thân thì đó là một sự hy sinh cao cả. Nhưng nỗi đau sau sự ra đi ấy sẽ mãi còn. Giờ đây thi thể anh Nam đang được gia đình đưa về quê nhà ở Trảng Bom, Đồng Nai để mai táng. Căn nhà nhỏ trong con hẻm Sài Gòn chỉ còn lại sự im lặng đáng sợ. Bởi vì người mẹ ấy sau này sáng sáng đi bán bắp dạo thì cũng chẳng còn thằng con trai ra đẩy xe phụ má nữa rồi. Để an táng, không khí tang thương bao trùm khắp xóm nhỏ, nên những người dân quê lần lượt kéo đến thắp nén hương cho chàng trai trẻ đã dũng cảm hy sinh. Thắp nén hương trước bàn thờ con trai, bà Lâm Thị Nhung 50 tuổi không giấu được nỗi xúc động khi đứa con trai hiền lành ngoan ngoãn thường phụ giúp bà công việc nhà đã không còn nữa. Hai đêm liền kể từ lúc Nam gặp nạn, bà Nhung chưa một giây phút nào có thể chợp mắt. Suốt đêm ngày 13 tháng 5, bà túc trực trong bệnh viện, rồi đến lúc chờ nhận thi thể con, nước mắt bà Nhung không còn đủ để khóc nữa. Đặt tay lên quan tài anh Nam, bà Nhung nghẹn ngào nói, đến giờ tôi vẫn không thể tin được, nó đã mất. Chiều hôm đó, nó vào bảo tôi, đi đến tối rồi về, vậy mà, nó nói dối tôi, nó có về đâu. Biết con trai tham gia đội hiệp sĩ bắt cướp rất nguy hiểm, cũng nhiều lần khuyên bảo con trai, đừng theo nữa, nhưng vì đam mê của con, vợ chồng bà Nhung không cản được. Từ nhỏ nó đã yêu thích làm hiệp sĩ, tôi có bảo nó, mẹ sợ cảnh con bắt cướp lắm, mà nó cứ bảo tôi là không sao đâu. Nó cứ hứa là sau khi lấy vợ, nó sẽ không tham gia bắt cướp nữa, vậy mà nó đã đi mất rồi, bà Nhung ứa nước mắt. Hiệp sĩ Nam là đứa con trai duy nhất của bà Nhung và ông Hoàng. Sa Nam còn một người em gái 22 tuổi, cũng vì cuộc sống khó khăn, sau khi học hết cấp 3, Nam lên Sài Gòn, học nghề, rồi làm tài xế kiếm sống qua ngày. Cả gia đình ông bà thuê trọ tại quận Gò Vấp để sinh sống. Nam cũng bén duyên với các anh em trong đội hiệp sĩ quận Tân Bình từ đó, thích làm những công việc nghĩa hiệp để bảo vệ bình an cho người dân. Con tôi ngã xuống cho thành phố bình yên. Trước những người đến viếng, hiệp sĩ Nam vẻ mặt khắc khổ sau những đêm dài thức trắng. Người đàn ông ngoài 50 không giấu được sự đau buồn khi liên tục rớt nước mắt mỗi khi ai đó nhắc đến Nam. Theo ông Hoàng, bố của Nam, từ lúc nghe tin con trai mất, ông như chết lặng vì không tin được sự thật. Ông Hoàng nói, có người bố người mẹ nào lại không xót khi con mình ra đi cơ chứ. Tôi vừa giận con vừa thương nó, giận vì nó đã không biết bảo vệ mình. Tôi cũng thường nhắc nó, có làm gì cũng vừa phải, giữ lại mạng sống, nhưng càng thương nó, thương ở cái tính nghĩa hiệp mà nó có được. Tôi chỉ mong con tôi được ra đi thanh thản. Nó ngã xuống để đổi lấy sự bình yên cho thành phố, người làm bố như tôi cũng tự hào. Ông Hoàng cho biết sau khi đón linh cữu Nam về quê nhà an táng, đã có rất nhiều bà con láng giềng cơ quan, ban ngành đến chia buồn, phúng điếu khiến cho gia đình ông rất xúc động. Tôi chỉ mong sao sau sự việc lần này, quý lãnh đạo cần tạo điều kiện nhiều hơn nữa để hỗ trợ những săn bắt cướp, khu vực về mặt tinh thần, trang thiết bị để bắt cướp, đặc biệt là những kỹ năng tự vệ, trách những sự việc đáng tiếc như của thằng Nam, ông Hoàng chia sẻ. Như trước đó chúng tôi đã thông tin, tối ngày 13 tháng 5, sau khi phát hiện nhóm cướp có ý định lấy xe SH của người dân trên đường Cách Mạng tháng 8, đội hiệp sĩ quận Tân Bình đã bao vây. Tuy nhiên, đám cướp rất trao tận tay cọc tiền gần 1 tỷ, người cha già lặng lẽ rơi nước mắt, chẳng cần tiền chỉ cần Nam về thôi. Nén nỗi đau mất con, cha của hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam vô cùng cảm động trước tấm lòng của những nhà hảo tâm. Sự việc nhóm cướp SH đâm chết hai hiệp sĩ đường phố và làm ba người khác bị thương nghiêm trọng vào tối ngày 13 tháng 5 vừa qua đã gây chấn động mạnh không chỉ với người dân Sài Gòn. Nhóm cướp ra tay quá nhanh, quá tàn độc dẫn tới hậu quả thương tâm và khiến cho dư luận cực kỳ bức xúc phẫn nộ. Danh tính hai người tử vong được xác định là hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam, 29 tuổi và Nguyễn Đăng Khôi, 42 tuổi. Đây là hai thành viên trong nhóm hiệp sĩ Tân Bình do ông Trần Văn Hoàng làm trưởng nhóm. Bản thân hiệp sĩ Hoàng cũng bị thương tích rất nặng, hiện đã qua cơn nguy kịch. Trước sự dũng cảm của các đồng nghiệp, hiệp sĩ đường phố Nguyễn Sinh đã đứng ra vận động ủng hộ tiền giúp đỡ gia đình hai hiệp sĩ tử vong, lo công việc tang lễ. Tính đến 11 giờ ngày 15 tháng 5, Nguyễn Sinh cho biết số tiền ủng hộ đã lên tới 1 tỷ 7 đồng. Sau đó ít lâu, anh đã có mặt tại Đồng Nai để trao số tiền 900 triệu đồng cho gia đình hiệp sĩ Nam trước sự chứng kiến của hàng trăm người có mặt trong tang lễ. Trước mắt mình đã trao số tiền 900 triệu đồng cho ba của Nam, một trong hai hiệp sĩ đã tử nạn trong quá trình bắt tên trộm SH. Sau đó sẽ trao số tiền tương tự cho gia đình anh Thôi tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo yêu cầu của mọi người thì mình vẫn sẽ huy động quyên góp thêm một ngày nữa. Nếu có thêm các khoản quyên góp, mình sẽ tiếp tục trao cho cả gia đình anh Nam và anh Thôi. Xin nghiêng mình trước linh cữu của các anh. Báo cáo đại gia đình là tới thời điểm hiện tại em đã nhận được 1 tỷ 7 từ bà con gần xa trên cả nước ạ. Có mấy đứa nhỏ học lớp 8, lớp 9
cũng gọi cho mình rồi ý ới: con mới xin tiền mẹ được 100.000 đồng, giờ chú cho con số tài khoản để con đóng góp cho chú ạ. Em đã khóc như một đứa trẻ khi thấy số tiền kém móc 1 tỷ, không biết nói gì hơn. Em xin cảm ơn đại gia đình tới thời điểm này. Nguyễn Sinh cũng nhấn mạnh số tiền này không thể bù đắp được nỗi mất con, nhưng đó là tấm lòng của rất nhiều nhà hảo tâm thay hiệp sĩ Nam phục dưỡng cho mẹ già để anh có thể ra đi thanh thản. Đáp lại tình cảm ấy, cha của hiệp sĩ Nam cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả mọi người. Đám tang hiệp sĩ bị cướp đâm tử vong, từ nhỏ Nam đã thích làm hiệp sĩ. Tôi nói sợ cảnh con bắt cướp lắm, mà nó cứ bảo không sao đâu. Thằng nhỏ nói với tôi cuối năm nay nó sẽ lấy cháu Trang, người yêu của Nam. Hai đứa còn bàn tính đến chuyện đám cưới sẽ tổ chức như thế nào. Thế mà giờ nó đã nằm xuống, đau đớn quá con ơi. Bà Nhung hướng về chiếc quan tài của Nam được đặt trước nhà rồi bật khóc. Sáng ngày 15 tháng 5, chúng tôi tìm đến căn nhà nhỏ nằm sâu trong ấp 5, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, nơi linh cữu hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam, 29 tuổi, ngụ ở tại Gò Vấp, được đưa về nhà manh động, hung hãn, rút dao đâm chém bất cứ ai cản trở. Trong cơn hỗn chiến, hai hiệp sĩ tử vong là Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Văn Thôi, cùng ba hiệp sĩ khác bị thương phải nhập viện cấp cứu. Đến sáng ngày 15 tháng 5, cuộc họp báo khẩn về tình hình vụ cướp, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã tạm thời bắt được hai nghi phạm liên quan đến vụ việc trên. Nó hứa với tôi là nghĩ đi bắt cướp, nhưng tôi biết nó vẫn âm thầm tham gia. Ông Nguyễn Hữu Hoàng, cha của hiệp sĩ Nguyễn Hoàng Nam, nghe hung tin khi đang ngồi chờ con về thăm nhà. Khoảng 13 giờ ngày 14 tháng 5, thi thể hiệp sĩ đường phố Nguyễn Hoàng Nam, 29 tuổi, đã được đưa về nhà ở xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai. Vừa thấy chiếc xe tang dừng trước cổng, ông Nguyễn Hữu Hoàng từ trong nhà lao ra, miếu máu khóc, kêu gào tên con trai. Trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng cho biết gia đình ông vốn sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh, sau đó do gia đình xảy ra sự cố nên ông về xã Sông Trầu mua đất cất nhà, còn vợ ông cùng hai đứa con, trong đó có Nam, vẫn ở thành phố Hồ Chí Minh thuê phòng trọ. Lâu lâu Nam lại đưa vợ con về Đồng Nai thăm ông. Theo ông Hoàng, cách đây mấy năm khi biết con làm hiệp sĩ đường phố, ban đầu ông cũng ủng hộ vì thấy đó là việc làm tốt, giúp ích cho đời, nhưng sau đó thấy nhiều chuyện nguy hiểm quá, ông khuyên con nghỉ làm hiệp sĩ. Tuy nhiên, Nam không nghe. Ông Hoàng kể, mỗi lần Nam về thăm là tôi hỏi còn làm không thì nó bảo con nghỉ rồi, nhưng thực sự không nghỉ, nó vẫn